Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Zerowatt. Và hôm nay đồng hồ Zerowatt chúng tôi review giới thiệu với anh em 4 mẫu đồng hồ 6 kim của thương hiệu Sunrise đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Zerowatt chúng tôi. Vâng, trong thời gian qua thì cũng có rất nhiều anh em hỏi đến những mẫu đồng hồ 6 kim, thì hôm nay đồng hồ Zerowatt chúng tôi mới có thời gian để review giới thiệu với anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em. Vâng, trước màn hình anh đây là một mẫu đồng hồ 6 kim của thương hiệu Sunrise, phiên bản vỏ và dây là thép 316L mạ PVD màu vàng, rất là đẹp, kim nung xanh rất là trẻ trung năng động này. Thì về thiết kế của mẫu đồng hồ này thì tọc số La Mã rất là đẹp này, rất là đẹp luôn. Về chất liệu kính là kính sapphire, đấy, thép 316L. Độ chịu nước của mẫu đồng hồ này 3 ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn. Vâng, về chức năng của mẫu đồng hồ này thì đây gồm có là phần kim dây ở cọc số 6 giờ này, lịch thứ ở cọc số 9 giờ này, và lịch ngày ở cọc số là 3 giờ đấy, và có vòng 24 giờ ở cọc số 12 giờ đấy. Vâng, bộ kim mắt ngỗng này cũng rất là đẹp này anh em này, cực kỳ là chất luôn. Thì mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất là cao, bởi vì được thiết kế phần mặt đai hồ này không khác gì một chiếc đồng hồ rất rất là đắt tiền luôn. Đấy, rất là đắt tiền, nó phải trên chục triệu trở lên ý, thì mới có được cái mặt đai hồ đẹp như thế này. Mà trong khi đó thương hiệu Sunrise này thì lại rất hợp lý anh em nhé, có 2.690.000 là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ chính hãng rất là đẹp như thế này anh em ạ. Giá của em nó là 2.690.000, anh em mua chúng tôi sẽ sale cho anh em 20% nữa thì còn khoảng tầm 2.1-2.2 gì đó thôi anh em ạ. Quá rẻ cho một chiếc đồng hồ chính hãng như thế này luôn. Rồi bây giờ tôi lại tháo quả bông ra để cho anh em xem qua. Đây, anh em có thể nhìn xem, rất là mỏng luôn. Về thiết kế của mẫu đồng hồ này rất là mỏng. Đây, về độ dày của em nó thì tôi sẽ đo cho anh em xem nào. Đây, có 7.6 anh em nhé. Một chiếc đồng hồ rất là mỏng luôn. 7.6 là một chiếc đồng hồ khá mỏng rồi. Đấy, rất là mỏng luôn. Rồi, đường kính của em nó nào, để anh em có thể ướm lên tay mình nhé. Đây, đường kính của em là 41 anh em ạ. Đường kính 41 rất là hợp lý, đây đúng 41 luôn. Gần như cái đường kính này thì anh em nào cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Anh em là cứ khoảng tầm 5 năm cân đổ lên mà khoảng tầm 75 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này thoải mái luôn. Và cổ tay thì có khoảng 16, 17, 18, 19 là đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp luôn. Ok, rất là đẹp luôn anh em nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em có thể chiêm ngưỡng qua nhé. Đeo thử lên tay phải để anh em có thể nhìn qua. Đây anh em này, vâng, cổ tay của tôi là 18 cho nên là đây anh em có thể xem này, rất là hợp lý luôn. Vâng, cổ tay của tôi đeo mẫu đồng hồ size mặt 22 thì nó sẽ đẹp hơn, đấy, sẽ hầm hố hơn một chút, bởi vì tôi thích đeo nó to một chút. Tùy anh em nào thích đeo những cái mẫu nhỏ nhỏ, nhất là những cái người Hàn Quốc anh em, tôi cũng để ý rồi, họ đeo những cái mẫu đồng hồ như của phụ nữ ấy, bé thôi, họ cũng không cần thiết phải to lắm, nên rất là buồn cười như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi là thích đeo cái gì là to khỏe một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Thì đây là một mẫu đồng hồ thể thao anh em nhé. Đây là một mẫu đồng hồ với thiết kế là kiểu dáng thể thao sport, rất là khỏe mạnh, rất là chất, về phần dây vỏ rất là đẹp luôn. Đây còn nguyên siêu đây anh em nhé. Đây, dây bóng nguyên siêu luôn, chưa bóc luôn. Đấy, đây là phần khóa em nó đây. Đây, phần khóa đây, có logo Sunrise này. Rất là sắc nét luôn, cực kỳ sắc nét luôn. Đây là phần mặt này em nó đây. Đấy, độ chứa nước là 3 ATM này. Đấy, kính sapphire này. Đây, mã của em nó đây. Mã của em đó là NO1134SI. Đấy, giá thì cũng rất hợp lý cho anh em. Từ thương hiệu Sunrise này thì là nó đến từ Thụy Sĩ. Đấy, nhưng nó được sản xuất tại nước thứ ba, cho nên là giá thành của em nó cũng rẻ hơn. Vâng, anh em là người sành sỏi thì anh em cũng biết rồi. Thì bây giờ kể cả thương hiệu iPhone này, Samsung này, đấy, người ta đều đặt nhà máy ở các nước khác để làm sao để giá thành mọi cái nó cũng rẻ hơn. Thì Sunrise này nó là một thương hiệu cũng không ngoại lệ ở việc đấy anh em nhé. Sunrise này nó đến từ Thụy Sĩ này, như anh em nhìn này, Swiss Made đây này, nó có chữ Swiss đây, đây anh em nhìn thấy không, dưới logo nó có chữ Swiss đây này, đấy. Vâng, cho nên là cái giá thành của em nó cũng rất hợp lý cho anh em. Thì nói thật ra mà nói như thế thì người Việt mình được hưởng lợi rất là nhiều. Vâng, như thương hiệu Sunrise này mà được sản xuất tại Thụy Sĩ thì tôi đoán rằng cái mẫu đồng hồ này phải trên dưới chục triệu, chứ không phải là 2 triệu hơn 2 triệu như thế này đâu. Đấy, cho nên là anh em cứ cân đối xem. Thương hiệu Sunrise này đeo cực kỳ bền bỉ và cực kỳ tốt luôn, bởi vì người ta quan tâm đến chất lượng nhiều hơn. Vâng, cái tiêu chí của người ta sản xuất ra thương hiệu Sunrise này là
quan tâm đến chất lượng chứ không phải là người ta làm thương hiệu nhiều như một số thương hiệu khác anh em ạ. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Vâng, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ, tôi cũng làm khá nhiều video về mẫu đồng hồ này rồi. Đây là một mẫu đồng hồ gần như là đẹp nhất của thương hiệu Sunrise anh em ạ. Cũng là thiết kế 6 kim nhưng mà mặt được thiết kế dạng 3D. Đây anh em nhìn này, có cái vòng tròn nó nổi lên luôn lên này anh em này. Thiết kế mặt 3D rất là đẹp. Đây là một mẫu đờ mi. Đấy, pha giữa vàng và bạc rất là nổi bật. Về mặt IO thì anh em cũng nhìn thấy được. Thì cọc số là được điểm những viên đá lấp lánh đây. Đấy, tạo một cái gì đó nó rất là đẹp, rất là lịch lãm và rất là khỏe mạnh luôn. Cực kỳ đẹp luôn này. Viền benzen được điểm vàng kim rất là nổi bật luôn. Cực kỳ là chất luôn ở mẫu đồng hồ này. Thì chức năng của em nó thì cũng có lịch thứ ở cọc số 3 giờ này, kim dây ở cọc số 6 giờ, lịch ngày ở cọc số 3 giờ và vòng 24 giờ ở cọc số 12 giờ. Đó. Kim có dạ quang sáng vào ban đêm cho anh em, kim giờ và kim khuất có dạ quang sáng vào ban đêm cho anh em đây. Rất là chất luôn. Đây phần khóa này, thì khóa này là khóa bướm anh em ạ. Đây, đấy, khóa bướm. Rồi tôi sẽ tháo ra. Phải nói với anh em rằng đây là một mẫu đồng hồ tôi bán rất là chạy trong thời gian qua. Bởi vì cũng được rất nhiều anh em đón nhận về mẫu đồng hồ này. Kể cả tôi cũng đang đeo một chiếc đồng hồ như thế này luôn. Đấy, mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất là đẹp. Đánh giá rất là đẹp. Về phần dây tôi không chê được điểm nào luôn. Anh em nhìn này, phần dây được thiết kế cực kỳ chắc chắn mà rất là nặng luôn. Vâng, thép 316 là rất là xịn sò. Này, phần dây được thiết kế rất là đẹp. Đây nó còn bọc giấy bóng nhá. Nếu khi anh em bỏ giấy bóng ra nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đây, còn đây phần khóa này. Phần khóa bao giờ có logo của em nó đây. Logo này, đây là phần đáy này. Mã của em nó là 1146SA. Đấy, độ chiều nước cũng 3TM, thép 316L, mặt kính sapphire và bảo hành 2 năm cho anh em. Đây giá của em nó này. Giá của em nó là có 2.990.000 thôi. Anh em mua online chúng tôi cũng sale cho anh em 20% luôn. Anh em nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em chiêm ngưỡng qua này. Vâng, anh em nhìn này, rất là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ là sang luôn. Thiết kế đờ mi cực kỳ nổi bật và trẻ trung. Anh em làm cứ khoảng tầm 18-20 đổ lên và khoảng 40 đổ xuống đeo mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là quên sầu. Quá chất luôn. Đẹp luôn anh em ạ. Rất là sang tay. Rất là khỏe và rất là thể thao và rất là support luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ đo cái size mặt để cho anh em nhìn thực tế luôn. Đây, đồ giày trước. Đây, độ dày của em nó có 8.9 thôi, rất là hợp lý. Nào, sai mặt nè. Đây, 42.1 anh em ạ. Quá là hợp lý luôn cho một mẫu đồng hồ tuyệt vời như thế này. Giá dưới 3 triệu mà có một chiếc đồng hồ săn dài như thế này thì tôi nghĩ là quá nên mua anh em ạ. Quá là đẹp luôn, không phải nghĩ gì nữa rồi. À, thì những mẫu đồng hồ này hiện tại tôi cũng có rất nhiều màu khác nhau để cho anh em lựa chọn nhé. Mặt đen, mặt trắng, mặt xanh, mặt vàng, nói chung là có đầy đủ hết các màu cho anh em. Ví dụ anh em không thích cái màu này, anh em thích một màu vàng hoặc là màu bạc như nào thì anh em có thể comment dưới video này để chúng tôi gửi hình ảnh cho anh em xem. Nó rất nhiều màu khác nhau anh em ạ. Màu thứ ba. Rồi, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ bán cũng khá là chạy tại giờ quát chúng tôi. Thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là khỏe mạnh, thể thao luôn. Rất khỏe mạnh, từ dây cho đến vỏ cho đến mặt dial được thiết kế cũng rất là khỏe mạnh luôn. Thì mẫu đồng hồ này cũng được thiết kế là đờ mi pha giữa bạc và vàng, rất là nổi bật. Viền benzen của mẫu đồng hồ này có các ký tự đây, số để cho anh em xem giờ nó cũng dễ hơn, cũng như là để bơi lội thì mình xem giờ dưới nước nó cũng rất là rõ ràng. Vâng, về chức năng của mẫu đồng hồ này thì cũng có lịch 24 giờ ở cọc số 3 giờ này và có cái chế độ thể thao ở cọc số 6 giờ. Thì ví dụ ta bấm đây, đấy nó sẽ di chuyển đấy anh em này. Đây, bấm tiến hoặc bấm lùi, em nó sẽ tiến hoặc lùi cho anh em. Đây, là cái chế độ thể thao cọc số 6 giờ. Rồi, và có lịch thứ ở cọc số 9 giờ. Đấy, ở lịch thứ ở cọc số 9 giờ cũng rất là hay luôn. Kim mũi tên này cũng rất là đẹp luôn. Này, có điểm dạ quang sáng vào ban đêm cho anh em. Đấy, kiểm tra kim dây cũng có luôn anh em nhé. Mẫu đồng hồ này được thiết kế rất là khỏe khoắn. Vâng, anh em nào thích một chiếc đồng hồ khỏe khoắn thể thao một chút để đeo văn phòng hoặc là vận động ngoài trời hoặc là du lịch, picnic hoặc là mọi hoạt động của anh em thì tôi nghĩ đây là một chiếc đồng hồ không nên bỏ qua rồi. Đấy, anh em là thích nó khỏe khoắn một chút thì tôi nghĩ là nên đeo mẫu đồng hồ này. Rồi, mẫu đồng hồ này thì có mã đây. Vâng, mẫu đồng hồ này có mã là DM760SWA và giá của em nó đây
là có 2.990.000 thôi, cũng quá là hợp lý. Anh em mua online chúng tôi cũng sale cho anh em 10% nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đo size mặt cho anh em để anh em xem qua. Nào, size mặt trước nào. Xem là size mặt em nó bao nhiêu. Đây, size mặt của em nó là 43. Đeo bộ này thì mới quên sầu luôn, quá đẹp. Và độ dày là có một phân, gọi là 10mm đây. Rất là hợp lý. Rồi, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem qua. Như tôi đấy là tôi phải đeo cái mẫu này, nó mới to khỏe đấy. Đây, anh em nhìn này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, đeo mẫu đồng hồ này ở cổ tay 17, 18, 19, 20. Quá đẹp luôn. Đấy, đẹp nhất là 18, 19 là anh em đeo mẫu đồng hồ này, quá tuyệt vời. Đẹp luôn anh em ạ. Chất chưa? Rất là khỏe khoắn luôn. Rất là thể thao anh em ạ. Quá đẹp. Đấy. Hiện tại cũng có rất nhiều màu khác nhau ở giờ quát chúng tôi, gồm có mặt đen, mặt bạc này, rồi là dây bạc này, dây đờ mi này, dây vàng, toàn bộ hết các thứ này. Đấy, rất nhiều màu khác nhau, có đến 5-6 màu anh em ạ. Cho nên anh em bảo là không thích màu này thì anh em có thể gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi gửi những màu khác cho anh em xem. Đấy, mẫu đồng hồ này được thiết kế cái viền benzen này anh em, rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Răng cưa rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư, cũng là mẫu cuối cùng trong buổi review hôm nay. Thì trước mắt anh em, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là sang trọng lịch lãm, cũng như là rất là khỏe mạnh luôn, cũng rất thể thao sport. Về mặt dial được thiết kế cọc số La Mã này, rất là nổi luôn, cực kỳ nổi trên cái nền dial màu đen này. Và chức năng của em nó thì cũng có lịch ngày ở cọc số 2 giờ, lịch thứ cọc số 10 giờ và kim dây đấy ở cọc số 6 giờ truyền thống luôn. Đó, đây Sunday Suite đây anh em nhé, Suite Med đây này. Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi, mã của em nó nào? Mã của em nó là 747 SWA. Và giá của em nó nè, giá của em nó là 2.490.000. Và quá rẻ luôn anh em ạ. Có 2.490.000 mà sale 20% nữa thì còn khoảng tầm 2 triệu thôi là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ quá đẹp như thế này rồi. Vâng, cách đây mấy năm trước thì tôi cũng đã tặng cho một ông anh chơi thân một chiếc đồng hồ khi ông ấy vào nhà mới, chiếc đồng hồ như thế này, và đến bây giờ ông ấy vẫn đang đeo anh em ạ. Vâng, rất là bền bỉ và rất là đẹp luôn. Rồi, thì về chất liệu của mẫu đồng hồ này cũng như những mẫu đồng hồ săn dai kia thì đều là thép 316L và mặt kính sapphire chống xước và độ chịu nước là 3TM, bảo hành 2 năm cho anh em. Rồi bây giờ tôi sẽ đo cái size mặt của em nó cho anh em chiêm ngưỡng nhé. Đây, size mặt của em nó là 38.9, gọi là 39 đi. Đấy, độ dày nè, độ dày là 7.7, quá là mỏng luôn, rất hợp lý anh em ạ. Vâng, size mặt 38.9 gọi là 39 đi, thì dành cho anh em nào có cổ tay vừa phải trung bình, thì ví dụ chẳng hạn như anh em nào khoảng tầm 65 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok này. Hoặc là có cổ tay khoảng 17, 16, 15, dành cho anh em nào có cổ tay vừa phải nhỏ thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok luôn, rất là đẹp luôn anh em ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ đeo lên tay thử cho anh em xem. Đây anh em này, đấy, cổ tay của tôi 18 thì đeo nó hơi nhỏ so với cổ tay của tôi. Đấy, nếu là anh em nào có cổ tay 17, 16, 15 thì đeo mẫu đồng hồ này khỏi bàn rồi. Rất hợp lý luôn, rất thể thao và cũng rất sport này. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là nổi bật lịch lãm luôn. Đấy, anh em nào đeo văn phòng, học sinh, sinh viên, công nhân, ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Rất là trẻ trung, cứ khoảng 45 tuổi đổ xuống thì thoải mái đeo mẫu đồng hồ này luôn. Quá đẹp ạ. À. Vâng, rất là chất luôn. Với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng đây anh em này. Đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Sanjai. Một chiếc hộp dập hoa văn rất là đẹp này. Thương hiệu Sanjai đây, in nhục sắc nét này. Đây, bên trong này. Đấy, bên trong của cái chiếc hộp như này. Đây là một chiếc hộp chính hãng luôn. Vâng, ngoài ra thì có thẻ bảo hành đây. Đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế luôn anh em nhé. Đây là một chiếc thẻ bảo hành này. Để mà sau đây để điền những thông số kỹ thuật cũng như là thời gian bảo hành cho anh em ở đây. Rồi, hiện tại thì sản phẩm đang được bán tại hệ thống đồng hồ giờ quát anh em nhé. Tại tầng G trung tâm thương mại Garden này, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này, tầng hầm Bixi Savico Long Biên này, số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội này. Và có website, thì chẳng hạn như anh em nào không thích những cái mẫu này thì anh em có thể lên website chúng tôi xem những mẫu đồng hồ khác. Chúng tôi cũng có rất nhiều những mẫu đồng hồ khác ở trên website để cho anh em lựa chọn. Ngoài ra thì chúng tôi có số hotline đây, anh em có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để chúng tôi gửi hình ảnh sản phẩm cho anh em theo yêu cầu của anh em nhé. Rồi, trên 4 xem ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé. Rồi, anh em đang xem video, nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới quát chúng tôi.
cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Rồi, bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.